Ai đã từng học qua môn vật lý thì không thể nào không biết tới câu chuyện về trái táo rớt xuống trúng đầu nhà thiên tài Isaac Newton. Thay vì quên đi sự việc này như bao người khác, nhưng nhà thiên tài này đã không ngừng suy nghĩ về hiện tượng này và từ đó các định luật Newton ra đời về lực tương tác và lực hút của trái đất. Tất cả các vật chất trên trái đất này sẽ chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất. Nếu không có lực hút trái đất thì đàn bay nhà lộ trên không trung này sẽ bay ra ngoài không gian. Thì đây là hiện tượng bình thường. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đến một nơi thật là huyền bí ở nước Mỹ. Nơi đây được gọi là The Mystery Spot ở thành phố Santa Cruz, tiểu bang California. Tại sao nơi đây được gọi là Mystery Spot? Mystery Spot là điểm huyền bí. Và nơi đây là một trong 13 nơi ở nước Mỹ có những hiện tượng rất kỳ lạ. Và lực hút trái đất hay từ trường nơi đây hình như hơi bị kỳ lạ nha. The Mystery Spot ở thành phố Santa Cruz, tiểu bang California được ông George Brother khám phá ra năm 1939. Khi các la bàn của ông ở nơi đây hình như nó chạy không có được bình thường. Và khi khảo sát đất đai ở chung quanh đây thì ông cảm thấy rất là chóng mặt. Và ông George đã phát hiện ra là nơi đây cái lực hút trái đất hoặc là từ trường á, nó rất là kỳ lạ, nó không có được bình thường. Vì cái la bàn nó chạy hỗn loạn và khi mà đi chung quanh nơi này nó làm cho rất là chóng mặt. Cho nên ông đã mua 3 ức cờ nơi đây và đã mở ra cho công chúng năm 1941 để tham quan. Bây giờ mình sẽ vào trong mình xem coi nó có những hiện tượng kỳ lạ nào nha. Thoạt đầu mới nhìn tưởng người nhân viên này đang làm ảo thuật gia. Trên chiếc tấm ván thẳng và bằng phẳng này, các bạn xem kìa, tại sao chiếc bánh pizza này chạy ngược lại về phía của ông? Giống như là đang có cái lực nào á, nó đẩy ngược lại về phía của ông nè. Wow, kỳ lạ chưa? Để chứng tỏ cái tấm ván này là tấm ván bình thường thôi, ông lật ngược lại như vậy nè. Rồi ông sẽ thử lại, ông sẽ đo cái độ bằng phẳng của cái tấm ván này. Và ông sẽ thử lại giống vừa nãy. Ông đẩy chiếc banh đi. Và mặc dù tấm ván này nó bằng phẳng và cân bằng, chiếc banh này hình như là nó cứ chạy về phía của ông. Giống như là đang có lực hút kéo chiếc banh về phía bên đây. Và để chứng tỏ đây không phải là ma thuật gì hết, thì ông thử cái đồ môi son thể trên tấm ván. Mà môi son vẫn chạy về phía của ông giống như đang có lực hút gì kéo về đây. Và để chứng tỏ tấm ván này không có nam châm gì hết thì ông lật ngược lại nè. Và ông thử lại cái môi son nó vẫn chạy đi về phía của ông nè. Lạ chưa? Giống như có lực nào đang hút cái môi son về phía của ông. Và hình như ma lực này cũng không ngoại trừ nước. Nó vẫn hút nước về phía này của ông. Thật là kỳ lạ chưa? Nếu mà ai nghĩ là chỉ có bác nhân viên này làm được những trò này thôi thì không phải như vậy. Ai cũng làm được hết. Thì nhân viên khác cũng làm thử cái thử nghiệm giống như vậy đó. Để chiếc banh pizza này trên cái tấm ván phẳng như vậy và nó cũng chạy về phía này. Cho nên cái thí nghiệm này ai cũng lặp lại được hết. Và đồng thời nước cũng vậy luôn, đổ lên là nó chạy về phía này giống như có ma lực nó hút về phía này đó. Thật là kỳ lạ. Nếu thử nghiệm này chưa thấy lạ thì các bạn hãy xem cái thử nghiệm tới. Hai đứa bé này có độ cao bằng nhau và đứng lên hai cái thanh gỗ này. Và mặt đất ở đây là bằng phẳng, không có độ nghiêng. Khi đứng ở vị trí này thì hai đứa bé này có độ cao bằng nhau. Nhưng cái lạ là khi đổi chỗ cho nhau như vậy nè, thì tự nhiên đứa bé gái này hình như cao hơn một chút xíu. Lạ quá không các bạn? Và nếu thử nghiệm trên đứa bé chưa đủ lạ thì ở đây thử nghiệm trên hai người lớn. Khi đứng ở vị trí này thì hai người này có độ cao bằng nhau. Nhưng chuyện lạ là khi đổi chỗ thì tự nhiên cái chú đeo nón trắng này có vẻ cao hơn trên cái mặt đất bằng phẳng và không có độ nghiêng này. Nếu các hiện tượng đó chưa đủ lạ thì các bạn hãy xem hiện tượng này đây. Bác nhân viên này dường như không có khó khăn gì bước lên trên tường ở trong cái căn phòng này. Và các bạn coi nè, voila, giống như Spider-Man chưa? Và bác không bị té, giống như có ma thuật gì đó. Rất là kỳ lạ ha. Và trong căn phòng này, hình như lực hút trái đất và độ cân bằng không có tồn tại. Ai ai cũng đứng nghiêng mà không bị té bao giờ. Thật là kỳ lạ. Và ở đây mọi việc hình như là bị méo qua một góc độ. Khi anh này đang đu lên trên đây mà không đứng thẳng mà nghiêng qua một bên. Nhiều người cho rằng đây chẳng qua là hiện tượng ảo giác vì các nhà cũng đã xây trên một góc độ nghiêng. Nhưng khi đo với sự thăng bằng thì đây các bạn thấy cái pizza này vẫn lăn về cái phía góc này. Mặc dù cái ván
thì rất là bằng phẳng. Và cái kỳ lạ là trong căn phòng này là khi ai đi qua lại á thì rất là khó khăn, và nhiều người cảm thấy là chóng mặt khi mà đi qua lại trong căn nhà này. Và khi đứng xéo qua một góc độ thì thấy cũng rất thăng bằng. Và khi các du khách tới đây tham quan thì cũng sẽ trải nghiệm tương tự giống y chang như vậy. Nơi đây á thì thật là kỳ lạ và khó giải thích, như các bạn xem cái anh này đang bưởn ra phía sau mà không bị té. Nơi huyền bí The Mystery Spot ở thành phố Santa Cruz, California thì nhìn cũng bình thường như bao nơi khác, nhưng cái chỗ lạ rằng á là khi mình đi lên trên mấy cái này nè, mình cảm thấy giống như rất là chóng mặt và cảm thấy rất là khó khăn khi đi đứng qua lại. Và đã có rất nhiều người tới đây, họ tò mò muốn tìm ra câu trả lời, nhưng cuối cùng khi đi về nhiều câu hỏi hơn là cái câu trả lời. Và cái hay và lạ lùng ở đây là ai tới đây cũng đều trải nghiệm giống như vậy luôn, chứ không phải là hên xui hay là tùy theo ngày mà các hiện tượng này nó xảy ra. Các du khách tới đây và người ta cũng đi được trên tường giống như cái bác nhân viên lúc nãy đi trên tường đó. Và các hiện tượng này đã làm cho tất cả các du khách khi tới đây trải nghiệm, khi ra về họ bàng hoàng sửng sốt. Và không biết tại sao trên đời lại có những nơi thật kỳ lạ như vậy. Trong số đó cũng có nhiều người nghĩ rằng ở nơi đây chẳng qua là ảo giác xây lên để lừa bịp, để kiếm tiền. Và sau khi tới đây để muốn chứng minh điều đó thì ngược đời thay, ai nấy cũng đều trở thành nhân chứng sống về các hiện tượng lạ ở đây và khẳng định rằng lực hút trái đất và từ trường ở đây á thì không được bình thường, rất là kỳ lạ. Và cho tới bây giờ không ai có thể giải thích chính xác được tại sao khi đổi vị trí trong khoảng cách ngắn như vậy, hai người này lại có chiều cao khác nhau trên bề mặt phẳng, trong khi hai người này ở ngoài đời có chiều cao bằng nhau. Và trong vòng 80 năm qua đã có rất nhiều kỹ sư và các khoa học gia đã tới đây thử nghiệm, nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân tại sao, để tìm ra các câu trả lời chính đáng cho các hiện tượng kỳ lạ ở đây. Nhưng kết quả là sau khi nghiên cứu xong thì họ có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Nhưng đây cũng không phải là nơi duy nhất có các hiện tượng lạ này. Ở thành phố Cave City, tiểu bang Kentucky cũng có một nơi mà cũng có các hiện tượng kỳ lạ tương tự giống như Mystery Spot ở thành phố Santa Cruz, California, khi các trái banh pizza này dường như phản lại lực hút của trái đất. Vậy các nhà khoa học gia đã giải thích về các hiện tượng kỳ lạ này như thế nào? Thì các khoa học gia gọi các hiện tượng này là optical illusion, có nghĩa là ảo ảnh quang học. Bây giờ các bạn nhìn hình ở bên trái trước nha. Thì đây là cái mà các bạn đang xem đó, là khi ngôi nhà nó xây thẳng đó, mà người ta đứng méo qua một góc độ như vậy nè. Thì trên thực tế đó, nếu mà đứng như vậy thì đương nhiên người ta phải té rồi. Nhưng á, các bạn nhìn cái hình bên phải đi, thì đây mới là cái thực tế. Tại vì cái nhà này nó xây trên cái ngọn đồi, mà ngọn đồi này nó nghiêng qua bên trái một góc độ là 25 độ. Thì khi cái nhà nó xây nghiêng lên như vậy, thì mặc dù mình ở bên trong cái nhà này, thì cùng một cái điểm tham chiếu, thì mình cảm thấy giống như mấy người này, người ta đứng nghiêng qua một bên. Nhưng mà trên thực tế đó là người ta đứng thẳng góc với cái bề mặt của trái đất đó. Cho nên chính vì như vậy mà người ta không có té. Thì cái giải thích khoa học về ảo ảnh quang học á, về cái mà khi người ta đứng trên tường hoặc là đứng méo qua bên mà người ta không té thì nó rất là hợp lý. Nhưng không có giải thích được tại sao khi mà hai người cùng chiều cao đứng bằng nhau nhưng khi đổi vị trí thì người kia cao hơn rất nhiều. Thì các nhà tâm lý học đã giải thích cái hiện tượng này là chỉ cần độ nghiêng khoảng chừng 20 cho tới 25 độ thôi thì cái não bộ của mình nó sẽ hoạt động khác nhau và nó sẽ làm cho cái con mắt mình nó sai lệch để cho mình thấy cái sự khác biệt như vậy đó. Cho nên họ đã kết luận rằng tại vì cái địa hình rất đặc biệt ở đây đã tạo nên cái ảo ảnh quang học như vậy, nên bộ não của mình nó diễn giải tất cả các vật thể ở địa hình ở đây nó rất khác nhau so với diễn giải các vật thể ở địa hình bình thường. Nhưng sự giải thích về ảo ảnh quang học này không có giải đáp được là tại sao mà các la bàn lại quay hỗn loạn ở nơi đây, và tại sao nhiều người khi đi bộ qua lại ở đây cảm thấy rất là chóng mặt. Hơn nữa khi các mặt phẳng được sắp xếp thăng bằng và không có độ nghiêng, nhưng các trái banh pizza hoặc là nước vẫn có khuynh hướng giống như là bị thu hút về một bên. Điều này chứng tỏ là cái lực hút trái đất hoặc là từ trường ở đây thì chắc chắn là không có bình thường rồi, rất là kỳ lạ. Thì thật ra sự giải thích của con người cũng giới hạn mà thôi, chỉ có giải thích được một phần của các hiện tượng này nhưng không thể giải thích được tất cả các hiện tượng đã xảy ra ở nơi đây. Vậy trên nước Mỹ có bao nhiêu nơi mà có các lực hút trên đất hoặc từ trường rất là kỳ lạ và có các ảo ảnh quang học như thế này?
Thì ở trên nước Mỹ có 13 nơi mà có các hiện tượng như thế này nha. Thì mình sẽ liệt ra 13 nơi này để các bạn xem khi có ai có dịp tới đây để trải nghiệm một lần trong đời. Thì nơi thứ nhất là Confusion Hill ở thành phố Pierce, tiểu bang California. Nơi thứ hai là Mystery Spot ở thành phố Santa Cruz, tiểu bang California. Nơi thứ ba là Big Mike's Mystery House ở thành phố Cave City, tiểu bang Kentucky. Nơi thứ bốn là Mystery Spot ở St. Ignace, tiểu bang Michigan. Nơi thứ năm là Pudding Lights ở thành phố Watersmith, tiểu bang Michigan. Nơi thứ sáu là Montana Vortex and House of Mystery ở thành phố Columbia Falls, tiểu bang Montana. Nơi thứ bảy là Mystery Hill ở thành phố Blowing Rock, tiểu bang North Carolina. Nơi thứ 8 là Mystery Hill ở thành phố Marblehead, tiểu bang Ohio. Nơi thứ 9 là Oregon Vortex ở thành phố Go Hill, tiểu bang Oregon. Nơi thứ 10 là Gravity Hill ở thành phố New Paris, tiểu bang Pennsylvania. Nơi thứ 11 là Cosmo Mystery Area ở thành phố Rapid City, tiểu bang South Dakota. Nơi thứ 12 là Wonder World Park ở thành phố San Marcos, tiểu bang Texas. Và nơi thứ 13 là Mystery Hole ở thành phố Anstead, tiểu bang West Virginia. Và mình hy vọng cái video clip này nó mang nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã đón xem và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Mình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video clip lần tới.